Chiều qua, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Trần Đình Diệt sinh năm 1986 và Nguyễn Văn Cường sinh năm 1988 cùng trú thành phố Hà Nội về tội buôn lậu. Theo cáo trạng, nhằm mục đích nhập lậu điện thoại di động từ nước ngoài về Việt Nam kiếm lời, Trần Đình Diệt đã thuê Cò thành lập công ty có chức năng nhập khẩu. Sau đó, Diệt thuê Nguyễn Văn Cường để giúp thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu cho công ty. Thông qua các mối quan hệ, Diệt biết một người phụ nữ tên Xuân ở nước ngoài. Diệt đã liên lạc để thỏa thuận việc mua bán điện thoại và nhập khẩu về Việt Nam. Sau khi hai bên thống nhất, Diệt gửi thông tin của công ty, yêu cầu là phải ghi thông tin hàng hóa trên hóa đơn và nhận đơn là bộ lưu điện UPS với mục đích trốn thuế giá trị gia tăng. Sau khi lô hàng này được thông quan, vừa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan thì bị công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ. Qua kiểm tra xác định thực tế hàng hóa nhập về là 200 chiếc điện thoại di động có giá trị trên 3,1 tỷ đồng. Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo. Trong vụ án này thì Diệt phạm tội với vai trò là người thực hành, Cường với vai trò giúp sức. Sau khi xem xét, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trần Đình Diệt mức án 9 năm tù và Nguyễn Văn Cường mức án 7 năm tù cùng về tội buôn lậu.